Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong video ngày hôm nay, bên em xả 50 cái mic Nhật Tomahawk để giảm nhiệt cho cái ngày hè nóng bức và oi nóng này. Để anh em nào có nhu cầu mà sở hữu mic Nhật thì đây là một cơ hội rất tốt để anh em mua mic với giá khá êm để ca hát cho gia đình nhà mình. Cái mic xả này thì nhiều anh em sẽ đang băn khoăn là nó có lỗi lầm gì hay không, bẹt dọ hay là quá xấu hay không, đúng không ạ? Đây là cái mic mà lô này, tất cả có 50 cái anh em này, chỉ có 50 cái thôi, dành cho bác nào nhanh tay nhá. Số lượng chỉ có 50 cái. Đây là bác một cái đầu tiên, độ mới của nó, inox đây. Tất nhiên là nó có sức một chút thì không thể tránh được, anh em nhìn đây. Nhưng còn tới tầm 90 hoặc 95% tùy cái, khá đẹp. Còn tất nhiên là sẽ bao zin cho anh em cả cái củ này nhá. Củ này là bao côn zin. Công tắc này thì chắc chắn là phải zin rồi, công tắc này không có để thay đâu. Công tắc này nó làm theo cái khung này rồi, em chưa tìm được đâu có để mà thay cả. Mic này là được bên em là bao cho anh em là bao chữ chìm nhá, chữ chìm. Tay inox chữ chìm. Margin Japan Tomahawk được khắc chìm trên thân củ. Và em tiếp tục em bóc thêm một cái nữa để anh em mình xem cái độ mới của nó. Anh em yên tâm, không có cái chuyện là hàng giảm giá mà lại chất lượng ấy đi xuống đâu, không có chuyện đó anh em nhé. Tiếp tục là độ mới rất tuyệt vời. Công tắc đây, hàng rất đẹp. Đó, củ zin, côn zin cho anh em mình. Và về giá em xả đợt này 50 cái, bên em sẽ xả xuống là 600.000 đồng một cái, cả dây luôn nhé anh em nhé. Cả dây là 600.000 đồng này. Đó, cả dây là 600.000 đồng và được bao ship luôn, chỉ có 50 cái này thôi. Bác nào nhanh tay đặt hàng qua số máy cho em trên màn hình cũng như là qua số máy 0904 612323, bác nào nhanh tay thì được 50 cái này. À, còn trong gặp anh em mà muốn mua dây rời nhé, có bán dây rời anh em nhé. Sợi dây rời này là 150 một sợi bao ship. Đó, sợi dây này là 150 một sợi bao ship. Anh em xem có dây bên em này. Đó, các đơn vị khác không có dây này đâu, người ta không mua được dây này đâu. Dây này kiểu dây cực kỳ tốt đấy. Họ có dây nhưng họ không mua dây như này. Dây đầu đặc này, 6 ni chống gập này. Đó, họ không dám đầu tư sợi dây hui trang này đâu. Và xin phép dừng ở đây. Chân này cảm ơn anh em đã theo dõi video này.